Đây là cái thanh ngâm. Thanh ngâm nghe bao giờ chưa? Thanh ngâm. Cái vị của nó này. Cái vị của nó là em có thể em thử nhấm nhấm một tí. Nhai lá nhai nhanh nhanh. Nhanh nhanh mà cái vị nó mới dễ đấy. Mình nhai to, cắn to. Nhai. Nhai bà bạc. Là thanh ngâm. Đắng. Không phải đắng mà là rất đắng. Rất đắng nhưng sau đó ngọt. Thế mới gọi là thanh. Cái này người ta dùng để chữa đau nhức xương khớp. Và theo cái kinh nghiệm của một cái anh ở Bắc Giang ấy, thì anh dùng trong cái bài để mà cai nghiện ma túy ấy. Ừ, trong cái bài anh không biết cách cái dùng nhưng mà anh dùng trong cái bài cai nghiện. Dùng toàn thân. Ừ, còn đau nhức xương khớp thì có thể là lấy cái này về nắm về sắc đặc xong uống. Nhìn nó giống cái cỏ bình thường mà đúng không? Sắc đặc xong uống. Sắc đặc xong uống hoặc là ở ngoài cũng dùng bó ở ngoài nữa. Còn công dụng khác thì trong tài liệu anh cũng không nhớ. Thanh ngâm. Quay mặt cô này này. Quay mặt cô này vừa nhai xong này. Thế là bị nghiện rồi. Chỉ có bị nghiện nó mới đắng thôi. Phải nghiện cái gì đấy nó mới đắng. Cái này không nghiện là không đắng. Thanh ngâm nhá. Có cái quả nhá. Nó không phải quả đâu. Đấy là cái quả nó khác. Quả nó bẹp nó khác. Đây không ra quả. Đây kiểu như cái tật. Cái tật của nó đúng không? Tập. Như kiểu cái rong uống. Giờ có rồi. Không, mà cháu vừa uống rồi. Không, ra cháu ăn kẹo đây ạ. Ừ, không, cho tao này cái. Em lại mất cái ý của anh đang định nói. Cho nó cái kẹo. Em để biết nó từ nó ngọt, rất hay. Có, em thấy vị ngọt ở dưới rồi. Cho nó ngọt, thích lắm. Từ lúc em ngậm kẹo vào nó ngọt hẳn nhỉ.